Số đợt này là trước khi anh thắng qua này đó là bảo lãnh cho vợ của ảnh đó. Tuy ba của cổ đã chết rồi, nhưng mà giấy tờ với nợ là do ảnh ký mà. Nợ cha con trả bình thường thôi. Tôi làm sao biết cổ có thông đồng với gì ghẻ của cổ hay không chứ. Nè hay là vậy đi, cô khai con khốn đó ra. Sau khi khai đó ra, chúng tôi đòi được số tiền đó, sẽ không phiền cô nữa. Tôi cũng rất muốn biết người đàn bà đó đang ở đâu. Là phiền mọi người liên lạc được với bà ta, nói với bà ta một tiếng giùm tôi. Tôi mãi mãi cũng không quên bà ta hại chết ba tôi như thế nào. Tôi nhất định không buông tha bà ta. Tiền này không phải là do tôi mượn, tôi lại càng không trả. Tôi không trả đi coi chừng đó. Nè, coi chừng cái gì? Muốn gì đây? Muốn hăm dọa hả? Nè Linh con, cô là muốn kêu anh của cô ra sao chứ? Nè, bây giờ sao đẹp còn phải trên hết đâu nha. Cô biết kêu người chúng tôi không biết sao? Trước khi đại ca cô tới đây, chúng tôi làm thịt cô rồi đó. Qua bự con, anh muốn coi thú thì tới sở thú đi. Nhưng đối phó với nhân loại lưu manh nhanh, đương nhiên là tôi báo cảnh sát rồi. Lúc nãy nào là hình sự hăm dọa gì đó, sau đó còn sơn đỏ nữa. 999 qua sắp kết nối rồi. Nè thôi đi, hay là chúng ta tìm cách khác đi. Nếu không tiền thì không đòi được, còn phải tới sở cảnh sát, bị phức vô cùng. Phải đó. Vụ này chồng tôi không có biết đâu. Lát nữa tới sở cảnh sát á, mọi chuyện đổ bể ra, ông nhất định sẽ chém chết tôi. Trời ơi. Đừng nói qua bữa con đàn hiếm hai đứa con gái nha. Đầu tiên tôi nhớ ra có hàng đi ăn cơm. Tôi đi trước. Nè chuyện nào là chuyện đó. Cô tìm được gì kẻ của cô lập tức báo với tôi đó. Nếu không không tha cho cô đi, đâu. Đi ăn có cơm đi. Về nhà đi. Đi. Sao hả? Có quản sợ không? Không. Tụi mày có cô ở đây. Không sao là tốt. Ê, nghĩ kỹ lại thì giận ghê. Tất cả cũng tại hai má con đó. Bỏ đi để lại bãi chiến trường. Khổ nhất là chú Thắng chết rồi cũng bị người ta làm phiền. Xin lỗi nha Bảo, tôi nói bậy. Không sao. Không sao là tốt rồi. À phải rồi, cô có nói với Gia Minh không? Anh nói mấy ngày tới phải hoàn thành dự án, cần phải tập trung, cho nên tôi cũng không muốn nói với ảnh làm ảnh lo lắng. Cô đừng nói với ảnh nha. Ừ, nghe rõ. Nhưng mà cô định làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Mấy năm qua tôi đã mất hết tất cả rồi, còn gì để thua nữa? Giao lưu sinh mạng cho họ được không? Tôi đã xác định tối nay không được ngủ ngon. Tôi còn hai bài phải tranh thủ làm. À phải, cô tới tìm tôi có gì không? Không. Hôm nay tôi thấy được về sớm cho nên định rủ cô đi ăn thôi à. Cũng được, tôi cũng chưa ăn gì. Chúng ta qua bên kia đường mua thức ăn gì ăn được không? Ừ. Có thấy Tiểu Mỹ không? Không, lâu rồi không gặp. Đi thôi, đói bụng rồi. Ừ. Rõ ràng hôm đó tôi đã kêu cậu Kiệt lấy bên dự phòng đưa cho Tịnh Nghi mang tới. Ai ngờ cổ nói không mang. Hey, nếu có pin dự phòng tôi nhất định là chụp được hình rồi. Chú Tài à, con đã nói với chú rồi. Anh Kiệt thực sự không có đưa cho con. Anh Kiệt anh nói đi, có đúng anh không đưa cho tôi không? Tình nghe sao cô nói vậy? Đúng là chú Tài cô kêu tôi đưa cho cô. Hôm đó tôi còn nhắc cô nữa. Hôm đó trước khi cô đi cô đã bỏ quên thôi. Tôi ra sức kêu cô lại. Sau đó cô làm như hoàn toàn không nghe được, xong rồi bỏ đi. Thiệt tình muốn điên lên thiệt. Tức là sao? Bây giờ hai người thông đồng bắt tôi gánh hậu quả hả? Chị ba, em thật sự không có mang sót đồ, chị tin em đi. Tuổi trẻ bây giờ làm việc có thiếu sót là chắc chắn rồi. Tiền bối như chúng tôi có thể chỉ, đều cố gắng chỉ, nhưng có sai không nhận, còn nói người ta vu khống mình thì không thể cứu chữa. Tôi còn chưa nói cô, hôm đó tôi kêu cô đừng đuổi theo rồi, nguy hiểm vô cùng, còn xách theo máy ảnh của tôi phóng đi như tên vậy. Cuối cùng thì hình chụp không được, còn làm hư máy ảnh của tôi. Cô nói đi, thật ra bây giờ là ai gây họa bắt mọi người gánh? Phải, tôi nhận tôi quá nông nổi, tôi không chụp được hình, còn làm hư máy chụp hình nữa. Là chính miệng chú đã kêu tôi đuổi theo mà. Tôi là làm việc theo lệnh của chú đó. Bây giờ chú vu khống tôi hết vụ này tới vụ khác. Chú từng tuổi này rồi, có biết sĩ diện là gì không? Có biết xấu hổ không hả? Ranh con,
Nói chuyện cẩn thận chút đi. Chú Tài này làm trong nghề này bao năm nay, tôi cần gì dựng chuyện đó vu khống cô chứ. Chị ba, chính chị nói với tôi, kêu tôi cố gắng dạy người mới, truyền lại kinh nghiệm cho họ. Thôi được, tôi nghe lời chị. Nhưng chị coi, bây giờ mới ngày đầu tiên thôi, cô đã vu khống tôi, nói tôi vu khống cổ. Ê, trời ơi, loại người này mới đầu tưởng đâu làm được việc, thì ra là loại đòi mạng. Trời ơi, theo thêm vài ngày, khác nào mưu triệu đoạt ngôi. Chú có biết tại sao chú tệ hại vậy không? Bởi vì chú là lão già không có trách nhiệm, suốt ngày ngồi một chỗ tán dóc. Tôi đi theo các người một ngày đã biết các người không có tài gì. Chị ba, em đuổi theo xe, đuổi tới trật chân, bây giờ vẫn còn đi trật đã. Chị có biết câu đầu tiên gã này nói với em là gì không hả? Ông nói em tứ chi không đồng đều thì đừng bắt chước người ta chạy theo, làm sai chuyện còn không chịu nhận. Nếu nghe cái chuyện này cũng nói là tiền bối nâng đỡ hậu bối, tôi thật sự trả lại không quay đầu đâu. Cái con nhỏ BK này không biết lớn nhỏ. Ông nói tôi BK. Tôi nói sai sao? Anh không nói trách nhiệm thì đừng làm nghề này nữa, anh con. Hai người cãi xong chưa? Có cần kêu người xuống dưới mua thêm hai ly trà nóng cho hai người thấm giọng không? Tôi đã kêu người quay phim chụp hình cho chúng ta làm độc quyền. Cãi xong rồi phải không? Cãi xong rồi thì bàn coi vụ này làm như thế nào, theo dõi bấy lâu, sử dụng bao nhiêu nguồn lực, nói tóm lại thật ra có theo tiếp hay không. Theo cái gì mà theo? Từ phú quý đó khôn lỗi như vậy, lại nhiều hang ổ, ai biết hắn vui vẻ ở đâu. Thiên hạ đệ nhất cửu này đã nói không thể theo tức là không thể theo. Thiên hạ đệ nhất cửu tức là rất thối tha chứ gì. Chị ba, em có tin tưởng tiếp tục theo dõi vụ này? Cho tôi lý do đi. Chính vì thực tế chúng ta không biết Từ phú quý xuất hiện khi nào và ở đâu, nếu đi theo hắn chỉ mất thời gian thôi. Bây giờ em đề nghị đó là quay ngược lại chỉ theo bạn gái của hắn. Bây giờ chúng ta đã chứng minh được hắn có qua lại với cô nàng Bích Liên ở đài truyền hình. Chi bằng chúng ta theo dõi Bích Liên suốt ngày đêm, một ngày nào đó sẽ phát hiện Từ phú quý. Chiêu này gọi là ôm cây đợi thỏ, được lắm đó. Phải nói là vụ rắn ra hang mới đúng. Cô cần bao nhiêu ngày? Trong vòng một tuần. Cô tin tưởng sao? Bản thân em chỉ muốn 5 ngày thôi, cho thêm 2 ngày dự phòng. Được, cứ vậy đi. Làm phiền chú Tài tiếp tục hỗ trợ tình nghi. Tôi? Không phải chứ. Chú là tiền bối mà, đương nhiên phải chiếu cố người mới, coi như cho cổ thêm cơ hội. Hơn nữa mấy tổ chúng ta đã bận đến tối mặt rồi, chú chịu khó đi, quyết định vậy đi. Chú Tài à, chú bớt chơi game lại đi. Chú phụ con coi có người nào ra vào còn hay hơn đó. Theo dõi suốt ngày chỉ được công cốc, không chơi game thiệt tình sẽ buồn chết đó. Thì không hiểu nổi cô đợi làm gì. Không phải, bạn làm trợ lý ở đài truyền hình của con nói là Bích Liên đã xin nghỉ bệnh, không nhận được thông báo, cho nên chắc chắn là cổ đang ở nhà rồi. Bạn của cô gạt cô không được sao? Với lại cô thể Bích Liên không có về nhà, cô không cho họ đổi địa điểm, mà chúng ta thì không biết. Trời ơi, bao nhiêu khả năng, chỉ có cô ngốc vẫn còn đợi trước cửa nhãn. Không lý nào. Hôm qua bạn trợ lý của con nói Bích Liên làm gì một hồi, sau đó nhận được cú điện thoại bí ẩn. Cái đó cô lập tức nói trong người không khỏe phải về nhà. Bạn con đã đưa cô về nhà mà. Cho nên trừ khi trong nhà hắn có đường hầm bí mật, nếu không chắc chắn hắn đang ở trọng. Đúng là chạm dây. Ngày nào hắn không ra, ngày đó chúng ta cũng không đi. Tôi thiệt không dư hơi với cô. Điên theo cô tới đây. Giờ tôi nấu sẵn cơm, tôi đóng vai công dân cầu đường vài tiếng nữa sẽ đi ngay. Chú Tài, hay chúng ta vô nhà của Bích Liên điều tra tin tức đi. Làm sao vô? Cửa thì lớn, chó thì dữ, còn có bảo vệ nữa. Chúng ta làm thợ săn mà, làm việc chỉ lẩn trốn đi làm thôi, đâu có lộ liễu vậy được. Sơ, cái này không được, cái kia không được. Suy cho cùng chú không phối hợp với con. Đề nghị của cô ngu ngốc quá. Không phối hợp với cô cũng phải thôi, cần gì nói chứ. Ủa, đó là ca sĩ Hùng mà. Chú Tài, ca sĩ Hùng vô nhà của Bích Liên kìa. Sĩ gì chứ? Ê, ca sĩ Hùng, người ca hát đó. Anh ta đâu phải sống ở đây, chắc chắn hai người này có qua lại rồi. Trùng hợp vậy sao? Tức là máy bay đụng trúng nhiều rồi. Mau lên, mau lên, vô đi, vô đi. Ê, nè, làm sao vô, làm sao vô? Dạ, anh yêu. Hả, người đẹp có thể giúp gì cho cô vậy? Anh yêu, em là trợ lý của chị Bích Liên. Đài truyền hình nhờ em gửi kịch bản cho chị nè. Em tự biết đi rồi, em sẽ xuống đây ngay. Ê, người đẹp, khoan. Trợ lý của chị Bích Liên thì tôi biết đó, tên Mandy chứ gì. Nhưng còn cô thì chưa lần nào tôi thấy cô và chị Bích Liên về đây hết trơn đó. Anh đúng là có trách nhiệm lắm đó. Do Mandy bị bệnh cho nên em chỉ làm thay thôi, thay vài ngày à. Cô bị bệnh sao? Bị bệnh gì vậy?
Cô thật với tôi như vậy chứ bao giờ đề cập với tôi hết trơn đó. Bệnh phụ nữ đó đừng có nói lớn tiếng quá. Nhưng mà em sẽ tranh thủ lên ngay, tranh thủ xuống ngay đây. Khoan, mà thôi đi, để tôi gọi điện thoại cho Mandy tìm hiểu kỹ cái đã, luôn tiện hỏi thăm cổ luôn ha. Đương nhiên là được, con người của anh đúng là có trách nhiệm lắm đó. Trời ơi, sao mà kỳ cục quá vậy? Xin lỗi nha, để em lao giùm anh cho. Lao cái gì chứ, giờ như vậy rồi, tôi phải đi tắm trước đây. Thôi được, để em giúp anh. Cô tắm giùm tôi sao? Đương nhiên không phải, em coi cửa giùm anh, thiệt tình. Coi cửa giùm tôi, để cô ở đây một mình, lỡ tháo luôn cánh cửa thì sao chứ? Thôi đi, cô theo tôi vô trong luôn đi. Điên khùng, tôi phải tắm giùm anh hả? Anh coi tôi là gì, tôi không làm chuyện này. Cô đừng có nằm mơ nha. Chẳng qua tôi muốn kêu cô canh chừng giùm tôi thôi, nếu không lấy được có người nào động viên xong vô đây thấy tôi trần truồng như vậy, tưởng đâu tôi biến thái chứ. Đi, bây giờ cũng dáng người. Nhưng mà tôi còn phải mang đồ lên cho chị Bích Liên nữa. Được rồi, lát nữa cô tắm giùm tôi xong, cô phụ tôi giải quyết đồ dơ, tôi sẽ cho cô giao cho đã luôn. Đi. Anh nói đó nha. Nè, sao hả, có chụp được không? Sao không trễ hơn đi? Con muốn hả? Con đâu biết bảo vệ đó tắm đến sạch sẽ mới chịu ra. Sao hả, có manh mối gì? Im phăng phắc, trong đó không có gì hết. Như vậy không được, phải đuổi họ ra mới được. Thì đó, đuổi họ ra đi. Cô thử bấm chuông cửa của họ, hỏi coi họ có thích bị chụp không. Chạm dây thiệt. Chú đừng suốt ngày dùng chiêu này nữa, đâu nhất thiết phải bấm chuông. Con muốn tông cửa hả? Ôi trời, con phản đối bạo lực nhất, dứt khoát dùng cách dễ thương nhất. Tức là sao? Chú Tài, nếu nhà chú bị ăn cướp, chú sẽ kêu ăn cướp kìa, chắc chắn không ai đếm xỉa chú. Nhưng mà nếu chú kêu hai chữ này thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ đều đổ ra. Là hai chữ nào? Cháy nhà, cứu tôi với. Cháy nhà. Trời ơi, mau chạy ra ngoài đu dây đi. Cháy nhà. Ấy, hai người đã làm gì vậy? Đã làm gì vậy hả? Sao lại chụp hình tôi? Cứ người lại hai gì người cũng được chụp. Quan hệ gì? Quan hệ gì đây? Tôi với Bích Liên quen nhau. Nhưng mà cổ cho từ Phú Quý có qua lại mà. Anh cấm sự người ta hả? Sao cấm lại như vậy gì? Chứ đã nói là quen nhau để, rồi. Lúc thôi, nhanh lên. Xong rồi thì đi mau đi. Không được chụp, không được chụp. Chú Tài tính sao đi? Con ranh này, giờ đầu tôi đã biết cô có bờ ám rồi. Tôi gọi điện thoại cho Mandy rồi. Cô thật sự tỉnh táo vô cùng, không có đau bệnh gì hết. Vậy hả? Sao đi? Các người có thể chạy đi đâu nữa? Xin lỗi tại tôi, đừng đánh nữa mà. Lúc nào ông chụp sướng tay lắm mà, sao bây giờ cầu xin tôi yếu đuối vậy chứ? Dám cả gan chụp tôi, không cho chút bài học ca sĩ Hùng này còn mặt mũi gì? Đừng, khoan đã. Rõ ràng nó cũng có phần chụp mà. Lý gì đó đánh tôi không đánh nó, chẳng phải nam nữ bình đẳng sao? Tôi không đánh phụ nữ. Chú bị điên hả? Anh không đánh phụ nữ sao? Em đánh giùm anh, chịu không? Đừng mà chị Bích Ly. Con nhỏ đáng chết này, lúc nãy cô đắc thắng lắm mà. Hả? Không có. Nói cho cô biết, nếu cô dám công khai chuyện của tôi sẽ rạch nát mặt của cô, có biết không? Hả? Em biết rồi, em xin lỗi chị Bích Liên. Lớn tiếng một chút. Dạ em biết rồi, em xin lỗi chị Bích Liên. Nè, hôm nay coi như chúng ta không đánh không quen biết. Cầm đi bác sĩ đi. Dạ. Nhớ không được công khai đó, nếu không thiên hoàng cũng không cứu được ông đâu. Cảm ơn, làm gì có lần sau. Mau cảm ơn đi. Cảm ơn ca sĩ Hùng, cảm ơn chị Bích Liên. Nhưng mà chị Bích Liên à. Sao hả? Em có thể đi vệ sinh được không? Giờ phút này còn đi vệ sinh cái gì chứ? Cũng không phải, tối nay má em làm tiệc đại thọ, lát nữa em phải tới nhà hàng dự. Nếu để má nhìn thấy em như vậy, bà ấy sẽ lo lắng lắm. Tôi ngưỡng mộ cô, cũng hiếu thảo giống như tôi vậy. Em cũng kỳ quá, mạnh tay vậy. Đừng làm cho mình đau chứ. Nè, đi thẳng đường này, phòng đầu tiên. Cảm ơn chị Bích Liên, cảm ơn ca sĩ Hùng. Cũng may lúc nãy tôi bình tĩnh, không chút hoảng sợ mới giữ được phong độ. Tôi và cô mới có thể hoàn toàn lành lặn bước ra đây.
Nhưng cô không cần cảm ơn tôi hả? Tôi là tiền bối của cô, tôi có trách nhiệm phải lo cho cô. Chú làm vậy gọi là lo cho con hả? Vậy con cảm ơn chú nhiều. Nếu chú không lên tiếng, bọn họ đâu có đánh con. Tịnh Nghi, cô trách lầm tôi rồi. Cô nghĩ coi, chị đánh tôi không đánh cô. Về tòa soạn chưa chắc mọi người tội nghiệp cho cô, trái lại sẽ hiểu lầm cô là nổi gián. Vậy thì không nên. Trời, sao chú đánh trống lại nhanh vậy? Tôi phải cảm ơn chú đó, chú Tài. Tuy lần này chúng ta bị họ đánh cho một trận như vậy, nhưng mà không phải là không có giá trị. Yên tâm đi, chú Tài này công bằng lắm ngang, không thiếu phần cô đâu. Nè. Cái gì? 5.000? Nhiều quá hả? Ca sĩ Hùng đưa cho chú 100.000, chú đưa con 5.000. Chú bị qua mắt hay là tính toán dở vậy? Hả? Nè, lúc nãy sắp hình đó đều là do tôi chụp mà. Máy chụp hình, máy quay phim cũng do tôi bỏ ra. Nè, thật ra cô đâu có làm cái gì đâu. Hả? Chỉ bị người ta tát vài cái đã có 5.000 coi như có lời rồi. Nè, cô phải nhớ, tôi cao cấp hơn cô. Cho dù chia tiền cũng chia nhiều hơn cô là lẽ thường tình rồi. Đúng lắm, chú Tài nói đúng. Cho nên 5.000 này chú cứ giữ trước đi. Ngày mai tới tòa soạn con sẽ đưa chú thêm 1 đô, để sau này chú dùng làm tiền phúng điếu. Con gặp chú thêm một ngày con sẽ phát điên lên đó. Nè chú Tài, sao hôm nay tới trễ vậy? Tôi qua Macau chơi vài gian, chơi tới chơi lui tới sáng hôm nay luôn. Sau đó tắm gọi sạch sẽ rồi lên tàu về đây đó. Sáng nay con nhỏ Tịnh Nghi đã cùng với chị ba vô phòng họp suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không ra, không biết nói gì nữa. Ê, con nhỏ đó có phải là làm sai chuyện bị chị ba hất lên trần nhà không? Không giống đâu, tôi thấy họ cười nói vui vẻ lắm. Còn nữa, chị ba kêu chú tới thì lập tức vô gặp chị họp. Chú mau vô trong đi. Chị ba tìm tôi hả? Vô đi. Tìm chú cả buổi sáng, chú đi đâu vậy? Sáng nay có chút chuyện thôi. Chị ba tìm tôi gấp như vậy có gì quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, kêu chú tới đây cùng ăn mừng. Ăn mừng cái gì? Chú coi trước đi. Sao lại như vậy? Sao cô quay được hai người đó? Lần này chú phải khen Tịnh Nghi rồi. Tôi có thể đi vệ sinh một lát không? Đi thẳng đường này, phòng đầu tiên. Lần này các người chết chắc. Lần này nhờ cổ thâm nhập hang hùm mới có thể quay được đoạn clip tuyệt mật này. Kỳ này dứt khoát dùng đoạn clip này để trang bìa, chắc chắn lượng phát hành sẽ tăng lên chóng mặt. Tình Nghi, lần này làm tốt lắm. Cảm ơn chị ba. Nhưng mà em chỉ may mắn thôi. Quan trọng nhất là chú Tài phối hợp. Chú hả, hy sinh lớn lắm, bị người ta đánh, còn làm hư máy chụp hình, thê thảm lắm. Chuyện nhỏ thôi, đã làm nghề này rồi á, rơi vào nguy hiểm gặp chuyện rắc rối gì tưởng tôi chưa từng thấy sao? Quan trọng nhất là môi được tin nóng hổi, làm trang nhất, lượng phát hành không ngừng tăng lên. Cho dù tôi hy sinh cỡ nào cũng đáng thôi. Tịnh Nghi, tuy lần này cô lập công lớn nhưng đừng bao giờ kiêu ngạo, phải cố gắng theo chú Tài học hỏi đó. Cô cũng thấy đó, lúc nào chú cũng đặt sự việc lên hàng đầu, đặt bản thân ở sau cùng, tinh thần xung phong đi đầu này thật sự là tấm gương của những người làm báo như chúng ta. Dạ biết chị ba. Em còn rất nhiều chuyện phải học hỏi ở chú Tài. Nhưng mà chú Tài à, đột nhiên con nhớ ra 100.000 mà ca sĩ Hùng đưa cho chú. 100.000 gì? Phải đó chú Tài, Tịnh Nghi đã nói với tôi. Tôi cũng hiểu trước mặt ca sĩ Hùng chú không thể không nể mặt không nhận 100.000 đó. Nhưng chú làm việc bấy lâu, có lẽ chú cũng biết quy định phải giao nộp khoản tiền đó. Đương nhiên tôi biết. Không lẽ tôi vì 80-90.000 đó bồ xấu tiếng tâm của mình sao? Vậy thì lát nữa lấy số tiền đó ra. Lát nữa? Lát nữa tôi có chuyện làm, sáng mai đi trước 9 giờ, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Tốt. Nè chú Tài, thật ra chúng ta quen biết bao năm nay. Chú đừng gọi tôi là chị ba này chị ba nọ nữa, làm cho tôi già lắm. Gọi chị ba giọng cao một chút, trẻ trung hơn nhiều. Chị ba. Hôm nay vui như vậy, chú cũng là tiền bối, cho chú cơ hội, mời các anh em bên ngoài uống trà chiều, kêu họ tự nhiên gọi.
Hay lắm, cảm ơn chú Tài. Cũng phải. Chi ba. Chị Bích Liên, tao sợ sao? Hồ Ly Tinh, giữ dỗ chồng tôi hẹn hạ như vậy đi, chết đi. Chồng cô cái gì? Trời. Ông chủ, tôi lấy đoạn clip này gửi hết cho tất cả tòa soạn và tạp chí, chắc chắn trang nhất bùng nổ trong tuần này luôn á. Cô Bích Liên này chắc chắn tiếng xấu đồn xa rồi. Con nhỏ đáng ghét này đáng đời lắm đó. Nè, thằng tháng tôi đưa biết bao nhiêu tiền cho nó xài, muốn cái gì có cái đó, dám cắm sừng tôi sao, đáng đời lắm. Cái kia cậu giỏi lắm đó, cậu kiếm đâu ra sô cô la trộn với cái gì đó giống y như phân vậy chứ? Sô cô la gì chứ, ông chủ là phân thiệt đó. Sô cô la thì mắc quá, tôi nhất định phải nâng niu hầu bao của ông không được vượt quá chứ. Không phải chứ, cậu biến thái sao? Bao nhiêu thứ không lấy, chỉ lấy phân thật hả? Xin lỗi, nhưng mà cậu làm vậy tôi còn cũng thấy xử lắm đó. Cậu có nhỏ phóng viên đó, tôi kêu cậu làm tới đâu rồi? Yên tâm, làm xong từ lâu rồi, chắc chắn suốt đời cũng không quên. Ai để đồ trên bàn tôi vậy? Không biết nữa, sáng sớm hôm nay đã có người giao tới, còn nói rõ là tặng cho cô nữa. Tặng cho tôi? Chà, là hàng hiệu bản giới hạn đó nha, còn có tấm thiệp nữa kìa. Tịnh Nghi à, anh chàng này chịu tốn kém theo đuổi cô dữ vậy. Ghét nhất là thứ này. Alo, Tiểu Mỹ. Gia Bảo, cô chưa thức dậy sao? Ừ. Tối qua ngồi viết bài suốt cả đêm không có ngủ. Bây giờ mấy giờ rồi? 2 giờ rồi, mau ra đây đi. Lâu lâu mới có ngày không cần đi học, cho tôi ngủ thêm lát nữa đi. Đừng có ngủ nữa, mau ra đây đi. Tôi có tin mừng báo cho cô biết đi nè. Gia Bảo, đây nè. Cô sao rồi? Sáng sớm hẹn tôi ra có gì để nói với tôi vậy? Hai người mặt mày đáng nghi, chuyện gì vậy? Hả? Anh làm cổ có tai rồi hả? Rồi, có nhầm lẫn không vậy? Hai người chưa đám cưới đó, tôi không cần biết. Giá nào anh cũng phải chịu trách nhiệm, giá nào hai người cũng phải đám cưới. Nếu không tôi sẽ nói cho Tình Nghi biết anh của Tình Nghi là ai. Đó phải Gia Bảo à, đây là tiệm ăn đó, đừng có lớn tiếng quá. Tôi không có thai đâu, không có. Nếu tôi có thai chắc chắn sẽ bị Ba Sâm và Má Quyên giết chết. Làm sao là tin mừng được? Tin mừng này liên quan đến cô đó. Liên quan đến tôi? Dạo này tôi đâu có tin mừng nói cho mọi người biết đâu. Chúc mừng cô Gia Bảo. Sao họ đăng hình của tôi lên vậy? Cái gì mà cuộc thi hoa khôi? Tôi đâu có tham gia cuộc thi hoa khôi gì đâu. Lâm Tiểu Mỹ, có phải cô bày ra trò này hay không? Tiểu Bảo, không liên quan Tiểu Mỹ. Bạn của tôi là biên tập tòa soạn, cậu ta hỏi tôi có bạn gái xinh đẹp nào giới thiệu không tham gia cuộc thi hoa hậu. Đương nhiên tôi giới thiệu cô rồi. Sau khi đăng hình của cô lên, ai cũng nói bỏ phiếu cho cô, nói cô gần như thắng chắc. Tức là chứng tỏ chúng tôi có tầm nhìn. Gia Bảo à, chúng tôi thực sự cảm thấy cô đẹp mới ghi danh cho cô thôi. Hơn nữa cô lại xinh đẹp bẩm sinh, nếu cô ra sức che giấu thì phí dữ lắm. Với lại nếu lần này cô chiến thắng thì sẽ có 2 vé máy bay khứ hồi Nhật Bản. Bình thường cô bận rộn, vừa phải đi học vừa phải dạy thêm, làm gì có thời gian đi du lịch đâu. Nhưng mà không sao, tôi rảnh rỗi lắm, tôi còn là bạn thân của cô nữa, tôi có thể đi du lịch giùm cô, mua quà giùm cô. Tiểu Mỹ, không ngờ cô vì 2 vé máy bay bán đứng bạn thân của cô trở nên gian xảo như vậy hồi nào chứ. Cô tưởng chúng tôi tham vé máy bay đó thật sao? Gia Bảo, lần này chỉ muốn tốt cho cô thôi. Quán quân cuộc thi hoa khôi có thể tới công ty đĩa nhạc thử giọng. Tôi nghe bạn tôi nói các công ty quảng cáo rất thích tới đó để tìm người mới để đóng quảng cáo. Nếu cô thắng thiếu gì tương lai. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm siêu sao. Hai người để dành hơi sức đi. Trời ơi, Gia Bảo à, không nhất thiết phải làm siêu sao đâu. Chỉ cần đóng vài cái quảng cáo, số tiền cô kiếm được còn nhiều hơn cô dạy thêm gấp mấy lần. Hơn nữa bây giờ cô sống một mình, có thêm chút tiền phòng thân không tốt hay sao? Phải đó, cứ thử đi. Dù sao biên tập đó cũng là bạn tôi, có người quen chiếu cố sẽ tốt hơn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nữa sẽ trễ giờ đó, chúng ta đi. Đi đâu chứ? Tôi và anh Tấn định tới tòa soạn chụp hình quảng cáo cho làm phóng viên với cô đó. Bây giờ đi hả?
Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì hết. Cần gì chứ, bây giờ bộ dạng của cô tốt lắm. Trên đó có làm tóc trang điểm, bảo đảm cô làm xong sẽ đẹp hơn hoa hậu. Nhưng mà... Gia Bảo à, không cần sợ đâu. Tôi đi với cô, nếu muốn sợ thì hai chúng ta cùng sợ. Hơn nữa, cô tới đó có thể có nhiều người đẹp hơn cô, chưa chắc là cô sẽ thắng đâu. Tôi đã tới đó, chắc chắn phải là người chiến thắng. Anh Mắt, người này là Trung Gia Bảo. Gia Bảo, đây là bạn của tôi, anh Mắt. Cô Trung, chào cô. Cô Trung à, nếu được thì bắt đầu chụp hình luôn đi. Đồng nghiệp trang điểm và thời chụp hình của tôi đã đợi lâu lắm rồi. Phải đó, có chuyện gì lát nữa hãy nói. Thay đồ trước đi. Cậu Thăng à, đưa cô Trung đi thay đồ đi. Dạ biết anh Mắt. Bên này. À Bảo à, tôi đi thay chung với cô. Ê, Gia Bảo đã từng tuổi này rồi, có lẽ cũng biết tự mình thay đồ mà. Hả? Ừ, thì đó, tôi tự đi thay được rồi, cũng được. Baby à, em tự mình tham quan xung quanh đi, anh và anh Mắt hút điếu thuốc. Cũng được, đừng đi lâu quá. Ừ. Vô trong thay đồ đi. Đồ để trống hả? Cô vô trống sẽ biết thôi, đảm bảo cô bất ngờ. Nè, sao lại không thay đồ đi? Đồ tắm không đúng sai sao? Tôi không mặc đồ tắm chụp hình đâu. Nè, con mặc đồ tắm thì mặc cái gì? Cô tưởng cô thi Hoa Khôi thật sao? Cô không để lộ chút da thịt, độc giả sẽ không chịu mua sách của cô đâu. Anh thích đồ tắm như vậy, anh tự mình mặc cho đã. Nè, đi. Nè, nè, cô đi đâu vậy? Gia Bảo này tôi giới thiệu không sai đâu, cũng hấp dẫn lắm. Đúng là hấp dẫn lắm. Nhưng mà nhăn nhó mặt mày như vậy, làm gì giận cả làng vậy? Người đẹp là vậy đó, thái độ vậy thôi. Lát nữa nói thêm vài câu sẽ không có gì. Quan trọng nhất là lát nữa cổ thay đồ tắm ra đây chụp tấm hình đẹp sẽ giúp anh bán chạy, có phải không? Nói gì vậy? Quyển sách bán bao nhiêu á, tôi cũng đâu có được chia đâu. Lần nào cũng làm sắp mặt hết. Nhưng kỳ nào anh cũng chụp cho mình một sắp hình, coi như đó là hoa hồng đi. Cậu nói giống như cậu không có phần vậy. Có lần nào tôi không dành cho cậu không? Nhưng mà thằng quỷ này cũng đốn mạc lắm. Bạn của bạn gái mình cũng muốn quay lén nữa. Cậu có phải con người không đây? Trước giờ cam của tôi đều đặt trong phòng thay đồ mà, không chụp thì phí lắm. Huống hồ điều kiện cao cỡ nào có ích sao? Cậu lại muốn kiếm chút cơm sao? Cậu ăn nhiều lắm rồi mà. Hai con nhỏ lần trước nếu không nhờ tôi có điểm yếu trong tay, anh có thoải mái vậy không, vui vẻ vậy không? Đúng là có vui đó. Nhưng mà dù sao cũng là bạn của bạn gái cậu, nếu cô biết là nghiêm trọng lắm đó. Tôi yên tâm đi, bạn gái của tôi bị thiểu năng mà, cũng mê tôi, mê tới nỗi tôi nói gì cũng tin. Cũng là câu đó, có ăn không ăn tội lỗi tại trời. Không biết nó thay đồ xong chưa nữa. Mau đi coi. Gia Bảo. Nè, sao tán người ta vậy? Nè. Mau đứng theo. Baby, xảy ra chuyện gì vậy? Gia Bảo đâu? Bạn của em điên rồi. Cô ăn cắp máy chụp hình, bị bắt quả tang chạy mất rồi. Nè, đứng lại mau. Đứng lại. Em gái, không đụng trúng cô chứ? Không sao. Chúng ta có duyên thiệt nha, vậy mà cũng có thể gặp lại nữa. Cô có muốn làm ngôi sao không? Không muốn. Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Em gái à, cô mất lòng ai vậy? Sao bị người ta đuổi theo dữ vậy? Thiếu tiền người ta hay giật bộ người ta đi? Tôi không có. Tôi bởi vì tôi quen làm bạn. Tôi có thể giúp được gì không? Tôi và anh không quen biết, tại sao lại nhờ anh giúp đỡ chứ? Thì coi như làm quen đi. Tôi mới quen làm bạn, tôi không muốn mau chóng quen người khác đâu. Nè, Ranh con, cô cũng sốc lắm. Sếp của tôi muốn hỏi cô một câu thôi. Xin lỗi, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không quen nhận ơn huệ của người khác. Em gái, 2 năm không gặp, cô cũng có thể giữ được tính cách đó. Tôi thích cô lắm. Sao đây?
bây giờ đang đi học hay đang đi làm rồi? Đang đi học. Học xong có dự tính gì không? Học xong thì tìm việc làm thôi. Cô có tính làm gì không? Anh cũng hỏi nhiều chuyện lắm á, những câu đó tôi còn chưa hỏi bản thân mình. Hay là không cần học nữa, tôi giúp cô làm diễn viên, bảo đảm cô nổi tiếng. Lại hỏi tôi câu đó sao? Mấy năm trước tôi đã nói với anh rồi, tôi không có hứng thú làm diễn viên. Cô không có hứng thú làm diễn viên? Nhưng mà tại sao lại đi thi Hoa Khôi bất ngờ như vậy chứ? Không phải đâu, tôi mới nói với anh là tôi quen làm bạn mà. Tóm lại toàn bộ câu chuyện dài vô cùng tôi không hơi đâu nói. Tóm lại tôi không muốn làm diễn viên. Vậy tại sao cô cảm thấy cô không thích hợp làm diễn viên chứ? Vậy tại sao anh lại cảm thấy tôi thích hợp làm diễn viên? Bởi vì Dương Nhất Ngôn tôi chưa bao giờ nhìn lầm người. Tôi cảm thấy cô thích hợp, cô nhất định làm được. Cảm ơn anh nâng đỡ, nhưng mà tôi tự biết thân biết phận, tôi thực sự không có tiềm năng làm diễn viên. Trước giờ tiềm năng cũng đều do người khác phát hiện ra mà thôi. Đó cũng chính là sở trường nhất của tôi trong bao nhiêu năm qua. Vậy anh cho tôi thêm một lý do tại sao tôi có thể làm diễn viên. Hôm nay như vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, tức là chứng minh chúng ta có duyên. Giây phút này cô có thể nghi ngờ bản thân, nhưng mà tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ nghi ngờ ông trời. Bởi vì có nhiều chuyện ông trời sắp đặt sẵn hết rồi. Này anh con, kêu to cho cô xuống ở đầu đường chứ gì, xuống xe đi. À, cảm ơn nhiều. Nè, bà Rùi, nói chuyện với cô nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên Chung Gia Bảo. Nếu vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là Gia Bảo. Anh cảm thấy chúng ta còn gặp lại sao? Tôi có linh cảm chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi. Tới lúc đó tôi sẽ lại hỏi cô có muốn làm diễn viên hay không. Tới chuyện đó hẳn tính đi. Bye bye, cảm ơn anh. Bye bye. Anh Nhất Ngôn, thật sự anh cảm thấy con bé này được sao? Không phải được, mà rất được, vô cùng được. Cái tên Chung Gia Bảo này, từ nay nơi nào có người Trung Quốc sẽ không ai không biết tới cổ. Ồ, nhưng người ta không đếm xỉa anh muốn nâng đỡ cũng không thể nâng đỡ được. Đến ra cô đã chịu cầm danh thiếp của tôi, với lại trước sau tôi cũng cảm thấy tôi với cô sẽ sớm gặp lại. Lẫn không, chuyện lớn như vậy không nói cho tôi biết, cô phải làm tất gọi cho tôi để tôi tới đó đánh gã khốn kiếp đó. Đợi cô tới nơi á, tôi đã bị họ làm thịt rồi đúng không? Bây giờ tôi không trầy không xước là may lắm rồi. Vậy thì sao, kết thúc vậy hả? Đương nhiên là không được, phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát bắt hết bọn chúng đi, không thể để chúng tiếp tục hại người. Cô cảm thấy họ thật sự ngu ngốc, không lập tức lấy tất cả camera đi hết sao, còn cố tình để lại chứng cứ cho cô hả? Không phải đâu, cô nghĩ coi, chúng làm được một lần, trước đó chúng cũng có làm, tức là những cô gái khác là người bị hại và giúp đỡ họ đòi lại công bằng, không thể tha thứ cho chúng dễ dàng vậy đâu. Cô có lòng chỉ nghĩ như vậy, thật ra sao cô làm đội săn ảnh chứ, cô nên đổi làm tình nguyện viên đi. Chúng ta còn chưa giúp được bản thân mình, nói gì tới giúp người khác. Chúng ta muốn giúp cũng là giúp Tiểu Mỹ trước đó. À phải, tôi cảm thấy cổ có vẻ như bị tên Tấn bỏ bùa vậy. Dạo này cô có gặp cổ không? Cô có biết tại sao cổ ra nông nỗi này không? Có, tôi có gặp cổ. Cổ bị tên đó là mê muội đến chết rồi, luôn cả ba mang họ gì cũng không nhớ. Lần trước chú Sâm và cô Quy nói, một năm qua tên khốn đó đã lấy rất nhiều tiền của Tiểu Mỹ xài, còn kêu cổ thi tiếp viên hàng không gì đó, không biết có dụng ý gì. Lần trước tôi nói với Tiểu Mỹ, cô biết cổ nói gì với tôi không? Cổ nói với tôi, cổ nói tên Tấn nói với cổ tôi mê hắn, sau đó bị hắn từ chối, sau đó tôi ôm hận trong lòng do yêu không thành cho nên muốn chia rẽ bọn họ. Cô nghĩ coi, cô nghĩ có phải muốn điên lên không? Sao lần trước cô không nói với tôi? Tôi còn một chuyện chưa nói với cô. Lần trước chúng ta đi hát karaoke, tên Tấn khốn đó diện lý do sàm sỡ tôi. Bởi vì tôi hy vọng Tiểu Mỹ không bị mất mặt, cho nên tôi không vạch mặt hắn. Ai ngờ bây giờ tên khốn đó cắn ngược lại tôi. Cô nghĩ có đáng giận không? Hắn đúng là có vấn đề vô cùng. Thử hỏi cơn giận này làm sao mà chịu được. Vậy thì đáng đời cô. Đáng đời tôi? Tôi và cô là bạn thân, cô nói đáng đời. Tôi thê thảm lắm, cô biết không? Đáng lý từ đầu cô nên nói với Tiểu Mỹ, có thể lúc đó cô còn tin cô. Bây giờ chuyện cách rất lâu cô mới nói quýt gì chứ.
Ban đầu khi cô đã quyết định che đậy giùm hắn, đáng lẽ cô phải xác định loài người này một ngày nào đó sẽ hại ngược lại cô. Tôi không dám nói mọi người trên đời này đều như vậy cả, nhưng có những người bẩm sinh luôn hại người, mãi mãi cũng chứng nào tật nấy. Cô nhìn hai người ở nhà tôi cũng đã biết chuyện gì rồi. Tôi biết Tiểu Mỹ ngu ngốc, tôi biết hắn không đáng binh vực. Nhưng mà cô nghĩ coi, cổ là bạn thân của chúng ta, không lý nào thấy cổ đập đầu vô tường tôi cũng không cứu. Tôi không nói là không giúp cổ, nhưng mà cổ phải chịu cho chúng ta giúp mới được chứ. Vậy tức là sao? Tức là giúp hay không giúp, cứu hay không cứu? Trời ơi, bây giờ tôi đang có nhiều công việc phải lo, bản thân tôi còn chưa lo được mình. Tôi nghĩ không cần lo cho Tiểu Mỹ, dù sao cổ cũng là người quyết định chén cơm của hắn, hắn không ngu ngốc tự hớt chén cơm của mình. Chúng ta tìm cách khác hay hơn mới tính đến làm sao đối phó hắn được không? Ừ, thôi được. Sao tối nay im lặng quá vậy? Có phải có người chọc tức cậu chủ hay không? Không phải người đã nói chuyện là em sao? Anh đã nghe hết những gì em nói với Tịnh Nghi rồi hả? Tại sao hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với anh? Tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay đều đến rất nhanh và rất đột ngột. Bản thân em còn chưa có thời gian bình tĩnh. Với lại chuyện đã qua rồi, bây giờ em không có sao là được rồi, phải không? Còn dù em tự nhiên đi thi qua khôi thì sao hả? Lần trước không hẹn em nói tới, sao em trở nên tham cái hư danh vậy? Không phải em tự đăng ký đâu, là Tiểu Mỹ với Dục Tấn giấu em lấy hình của em đi đăng ký thôi, bản thân em còn không biết. Tự nhiên nói em tham hư danh à? Vậy sao em tới tòa soạn để người ta chụp hình? Tức là muốn nổi tiếng. Nói thiệt thòi như vậy, làm như chuyện gì cũng là bị ép buộc. Phải, đúng là em tự tới đó, không ai ép em. Nhưng Tiểu Mỹ và Dục Tấn nói nếu em tới đó không chừng quen được người, họ sẽ mời em đọc quảng cáo. Kiếm được tiền, anh cũng biết tình hình hiện giờ của em mà, nếu thật sự kiếm được tiền, vậy không tốt sao? Tại sao làm vậy thì gọi là tham cái hư danh. Thế gian này đâu có đơn giản như vậy. Lần này xảy ra chuyện rồi, để coi lần sau em còn dám không. Dám? Tại sao không dám chứ? Thế gian này vốn dĩ rất đơn giản, chỉ có những người giống như anh mới suy nghĩ phức tạp lên thôi. Em thật sự cảm thấy em không có vấn đề trong chuyện này sao? Không có gì. Hôm nay cái sai duy nhất của em là tin lầm người và quen nhầm người. Nhưng mà em muốn dùng đường tắt để kiếm tiền không có chút vấn đề gì hết. Nếu hôm nay em thật sự tới chụp hình, coi như kiếm việc làm thôi. Con người phải làm việc mới kiếm được tiền chứ, sao lại nói em làm vậy là có vấn đề chứ? Vậy tại sao lại không kêu anh đi chung chứ? Với lại em xảy ra chuyện sao không gọi điện cho anh? Có anh ở đó ít ra cũng... Chính anh nói với em, mấy ngày nay anh đang tự làm dự án, kêu em không có việc đừng làm phiền anh mà. Em làm sao dám gọi cho anh chứ cậu chủ? Nếu em biết hôm nay xảy ra chuyện em sẽ không lên trển, đến khi thật sự có chuyện em gọi cho anh thì có gì chứ, trễ quá rồi. Anh cứ ra sức nói em, anh nghĩ em muốn xảy ra những chuyện hôm nay sao? Anh không có một câu nói quan tâm đến em. Anh có nghĩ tới cảm xúc của em hay không? Dạ Bảo, ý của anh không phải như vậy đâu. Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh không nói với anh rồi chứ. Nếu như em nói với anh sẽ giống như bây giờ vậy, lúc nào cũng nói em. Hôm nay em đã mệt lắm rồi, em không muốn nghe ai nói em ngu ngốc cỡ nào, em rảnh rỗi cỡ nào. Bây giờ quay lưng lại, anh lại nói em tham cái hư danh, cảm thấy mọi chuyện đều do em tự chuốc lấy. Dạ Bảo, anh xin lỗi, em đừng giận mà. Em tự lên trển được rồi. Ngày mai anh cũng phải đi làm, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Anh xin lỗi, em đừng giận. Bởi vì anh lo cho em cho nên mới... Anh không phải là muốn nói em, anh xin lỗi. Người khác nghĩ em như thế nào em không quan tâm, nhưng mà anh là bạn trai của em. Em có nỗi khổ gì và có khó khăn gì, đáng lý anh phải biết rõ nhé. Bỏ đi, em không sao, mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai gọi cho em. Ok, tiếp tục phần này. Strawberry. Skirt. Cô Chung. Chị Trân. Cô ra đây một lát. Dạ. Lệ Lệ à, cô ra ngoài một lát, con tiếp tục viết cho cô nha. Ok, dạ biết. Chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho Lệ Lệ.
Hai vị đúng là thương Lệ Lệ lắm. Tôi chỉ có đứa con gái cưng thôi, không thương nói thì thương ai chứ. Anh cũng chỉ có một cô vợ, và anh có thương em không? Đương nhiên là thương rồi, em yêu. Vợ của anh là vừa đẹp vừa tốt đó. Nè hôn cái đi. À, trời, anh mới xuống máy bay dơ giấy bẩn thỉu, lát nữa đi. Cảm ơn em trước đã. Maria. Yes sir. Lấy dao với nĩa cảm ơn em giùm tôi. Cảm ơn. Dạ. Ảnh hả? Vì sinh nhật của con gái cố tình bay về đây một ngày thôi, ngày mai lại đi nữa. Sinh nhật tôi thì chỉ có một bó hoa. Sau khi đàn ông lên chiếc ba thì đặc biệt thiên vị. Trời em ơi, hình như em bỏ sót rồi. Ngoài trừ bó hoa còn cái túi sách chưa ít đầu đâu. Anh nghĩ em rất thích đó. Khi con nó đòi tặng anh có dám không tặng không? Thì tới lúc đó em một cái, nó một cái. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lele. Happy birthday to you. Wow. Cầu nguyện đi. Sinh nhật vui vẻ nha Lele. Cảm ơn. Anh chị Triệu à, hay là tôi chụp tấm hình gia đình giùm mọi người nha. Cũng được. Nè. Nè ngồi đi. Một, hai, ba. Ok. Ừ hay quá. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cắt bánh kem đi. Cảm ơn mama. Nè mình cũng cắt nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hôn cái đi. Còn nguyện xong cắt bánh kem đi. Quang hô. Quang hô. Cùng cắt đi. Alo. Cô Chung, tôi là y tá Dương ở viện dưỡng lão. Chào cô Dương, có gì không? Cô Chung à, có một đám người mặt mày hung tợn tới viện dưỡng lão muốn tìm bà đòi nợ. Cái gì? You both